Thưa quý vị, có thể nói 2021 là năm đầy khó khăn, đặc biệt đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Các doanh nghiệp đã phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có tiền lệ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây ra. Đó là các hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn, việc đứt gãy chuỗi cung ứng, cùng với đó là trăn trở làm sao để duy trì hoạt động. Một năm khó khăn, nhưng cũng được xem là vaccine cho các doanh nghiệp biết tận dụng cơ hội. Và một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế tương đối ảm đạm năm 2021 vừa qua chính là sự phát triển của thương mại điện tử. Các doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội này như thế nào? Mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự sau. Năm 2021 là một năm đầy thách thức cho các doanh nghiệp, và Eubic cũng là một trong những doanh nghiệp tại Bình Phước có sự chuyển đổi khi dịch COVID-19 diễn ra. Trong thời điểm năm 2021 thì Eubic đã tiến hành là thứ nhất là tăng cường chế biến để đưa sản phẩm đi ra thị trường thế giới bằng cách là nâng cao giá trị thương hiệu của mình tại thị trường Mỹ và thị trường châu Âu. Đồng thời chúng tôi đã tiến hành là thực hiện chuyển đổi số cho việc truy xuất nguồn gốc để tạo ra sự minh bạch hóa trong cái vấn đề mà sản phẩm của chúng tôi tại thị trường thế giới. Đồng thời chúng tôi tiến hành triển khai lộ trình chuyển đổi số từ năm 2021 cho đến năm 2025. Và trong đó thì có vấn đề như là thực hiện triển khai CRM, ERP trong các vấn đề quản trị, minh bạch hóa trong khâu quản lý chuỗi blockchain của chúng tôi. Dựa trên kết quả đã đạt được trong năm 2021, mới đây, Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan chủ trì phối hợp chủ động xây dựng kế hoạch, các chương trình hoạt động kết nối thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất Việt tại địa phương tổ chức phân phối ứng dụng thương mại điện tử qua gian hàng Việt trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử trong nước, cũng như tổ chức xuất khẩu hàng hóa qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Tôi thấy rằng là năm 2022, việc xu hướng chuyển đổi số là một cái tín hiệu rất là đáng mừng, giúp cho chúng ta tiếp cận với thế giới, hội nhập với thế giới một cách tốt hơn, quản trị minh bạch hóa trong quá trình chúng ta sản xuất, quản trị được chất lượng của chúng ta để cho khách hàng thế giới có thể biết được chất lượng của chúng ta tốt như thế nào. Một năm khó khăn nhưng cũng là vaccine để doanh nghiệp tìm ra hướng đi và không ngừng phát triển. Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, những chính sách kịp thời của nhà nước cũng đã trợ lực để doanh nghiệp tăng tốc trong năm 2022. Thì tôi muốn gửi lời chúc, thứ nhất là lời chúc sức khỏe đến toàn thể các cán bộ công nhân viên ở các cái doanh nghiệp nói chung và toàn thể các cán bộ công nhân viên ở các doanh nghiệp ở tại tỉnh Bình Phước. Và xin gửi lời chúc đến ban lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Phước đã luôn luôn hỗ trợ và thúc đẩy cho các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Phước có cái cơ hội phát triển một cách bền vững. Đồng thời tôi muốn gửi lời chúc sức khỏe, an lành, an khang, thịnh vượng đến bà con nông dân, những người hợp tác xã, những người đã cùng chung tay với chúng tôi để làm ra những sản phẩm chất lượng nhất và cùng chúng tôi để đưa sản phẩm Việt Nam chất lượng ra thế giới.